Ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng đều là những người con của thủ đô, gắn bó với những giai điệu về Hà Nội nhẹ nhàng, thiết tha và tình cảm. Cả hai có duyên gặp gỡ và làm việc với nhau từ 10 năm trước, từ ca khúc Phố Cổ gây tiếng vang một thời và vẫn còn được yêu thích cho đến hiện nay. Tới mùa dịch năm 2021, khi nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng gửi chị bóng Hồng Nhung ca khúc Một nhành hoa phượng vĩ về nỗi nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè và những tình cảm đẹp thời học trò, ý tưởng cho album kết hợp đầu tiên đã được nảy ra. Với một người con của Hà Nội và đặc biệt là mình rất là yêu những con đường, những góc phố của Hà Nội và sự chuyển mùa của Hà Nội là xuân hạ thu đông làm cho mình có những cái cảm xúc rất là nhiều. Từ đó thì Nguyễn Dùng làm những demo nho nhỏ rồi mình gửi cho chị Bống, thì chị Bống không ngờ chị Bống nghe xong thì chị Bống nói là ôi những bài này rất là hợp với giọng chị. Thế là Nguyễn Dùng đã phối khí và thu âm cho chị Bống. Trái tim đã quên thật rồi, một ngày đẹp trời ta chung bước. Đi vào Hồng Nhung và nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng đều là những người đã hoạt động nghệ thuật lâu năm. Tên album Đài Phát Thanh Công Cộng được đặt theo nickname dễ thương khán giả dành cho ca sĩ là Bống Loa Phường. Giọng ca khi thì đầy đặn, tròn trịa, mềm mại và khỏe khoắn, khi thì trong trẻo, lanh lảnh, vang như chuông của Hồng Nhung đã chinh phục trái tim của biết bao khán giả trong suốt hàng chục năm nay. Đợt này là tình cờ chị Bống lại tham gia chương trình Chị Đẹp. Mà cái chương trình đó thì Hùng rất là thích. Thì chị Bống hôm vừa rồi cũng khoe là chị sẽ hát bài Thư Pháp của em trong chương trình chung kết. Thì mình cũng rất là vui luôn. Chị Bống là người rất là tinh tế, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng và cũng rất là chiều các em. Mấy hôm trước là tham gia chương trình Chị Đẹp đã rất là mệt rồi, gần như là ốm. Nguyễn Dùng có nhắn là nếu mà chị mà đỡ ốm thì chị qua chơi với em. Hùng nhắn đúng một câu, thế là chị dậy luôn, chị dậy chị đi luôn. Đi từ nhà chị mà lên trên trung tâm cũng khá là xa. Thì ekip cũng cố gắng chờ một chút. Và đặc biệt là chị Bống rất là kỹ tính. Tức là không phải là bài nào chị cũng hát, nhưng mà cũng may mắn là khi Hùng đưa tác phẩm nào chị cũng hát hết. Đấy cũng là cái may mắn của Hùng. Album Đài Phát Thanh Công Cộng gồm 6 bài hát: Một nhành hoa phượng vĩ, Góc Hà Nội, Trở Về Căn Gác Nhỏ, Tôi Đọc Báo Công Cộng, Cà Phê Hà Nội hay Phố Cổ, tái hiện cho người nghe nhịp sống Hà Nội ở nhiều thời điểm. List nhạc phù hợp cho những người yêu Hà Nội, những người đang ở xa và nhớ về Hà Nội.